từ xưa đa tình chồng giống hận. Sự ghét bỏ này không bao giờ kết thúc. Đại ca thật phiền phức. Xuống đi. Nguyên thần xuất vỏ. Đại ca, đừng gây rắc rối nữa. Nhà tôi vừa qua đây. Số mấy đừng làm nữa. Tên trộm khiêu vũ hôi thối. Lần này xuyên qua trực tiếp địa ngục bắt đầu. Khi nào đến thì an toàn, dù sao cũng phải sống sót. Nhưng uống sữa lợn là không thể. Tôi nhất định phải nhớ mình là một người có sự khác biệt với những người anh em lợn này. Không tốt. Đói bụng, trong lòng tôi hoảng sợ. Con yêu, lại đây. Sữa ngon bổ dưỡng, khỏe mạnh và phát triển cơ thể. Sau đó tôm nhỏ không chịu được đói, hay là ăn sữa lợn. Ôi, thơm quá. Uống sữa mẹ heo đột nhiên rất hài lòng. Tôi có thể nằm yên chờ điện thoại của Bồ Tát Quan Thế Âm, trở thành sư huynh thứ hai của đội Tây Dù. Nhưng tôi có thể làm việc khác. Chỉ cần nói về việc tôi bị giáng chức. Có gì đó không ổn. Thống chế thiên bàng. Phụ trách 100.000 quân nước thiên hà. CEO với CEO trước khi vượt biên. Không thể nào quấy rối một ca đoàn múa nào đó. Loại phụ nữ nào không tìm thấy. Và chồng cô ấy là hậu duệ. Bên trong chắc chắn có cái gì đó. Và làm thế nào tôi trở thành một con lợn? Ta đều hoài nghi là do Ngọc Đế đặt. Để con cháu và cha nghe bất hòa. Với vết bẩn này không tính là vết bẩn. Sau đó Ngọc Đế độc chiếm trường Nga. Để tôi mang nồi. Không thể ở trong chuồng heo mãi được nữa. Trở lớn hơn một chút, tôi cũng nên chạy trốn. Vấn đề là tôi đã trực tiếp trở thành thiên bàng. Tôi không có chút ký ức nào về anh ta. Hắn tu luyện cái gì công pháp ta cũng không biết. Tôi khổ quá, tôi khổ quá. Làm sao đây? Tôi phải mạnh mẽ lên. Tốt hơn bố. Tuân thủ nguyên tắc đường chết có đường nghèo bất tử. Lợn tám bò chiếm đoạt sữa của mẹ lợn. Nhưng anh chị em còn lại chỉ cần đến gần thức ăn của lợn tám bò. Nhà kho đều sẽ bị lợn tám bò ác độc đánh đi. Hú. Số phận của các người đã bị định đoạt rồi. Bây giờ chỉ là không phải bắt nạt tôi trước mà thôi. Hệ thống nhịp biểu đang hoạt động. Nhịp biểu những thứ mà người khác nên thuộc về người khác. Tất cả mọi thứ đều có thể nhận được giá trị tiết kiệm. Giá trị rút gọn có thể đổi thành đan dược có thể nâng cao sức mạnh của bản thân. Pháp bảo công pháp chờ đợi. Tôi biết ngay là mỗi người xuyên qua sẽ cấu hình một hệ thống. Có một hệ thống bị sao vậy? Nhưng cướp bóc mặc dù có thể lấy được cục cướp bóc, nhưng cũng sẽ bị nhiễm nhân của xuất hiện hành 6 thiện ác. Giống như tôi cướp sữa của anh em tôi để lấy cục cướp. Chúng là anh em tôi, những con heo con mới sinh. Thiện ác là không, tôi đã cướp chúng. Cướp bóc chỉ vì 12, nhưng thiện ác cũng là 12. Theo như vậy, tôi có thể cướp bóc kẻ ác. Đây là thu hoạch hai lớp. Điều này chỉ đơn giản là dẫn tôi đến điều tốt. Không có vấn đề gì. Hệ thống 10 điểm tiết kiệm đổi một cái tăng cường thể chất đan dược. Giá trị thiện ác khi tiêu dùng mua thành công. Thể chất tăng 1 điểm. Ha ha ha.
Ha ha, con chó đen to này trông rất hung dữ. Nhìn thì không phải là người tốt. Tôi đặt cho mình một cái tên độc đoán là gì? Con chưa lấy kinh thì gọi là bát giới. Vậy nên gặp thêm. Viện trợ được gọi là mạnh mẽ. Mặc dù là xuất thân, nhưng tôi vẫn có phẩm giá con người. Tôi gọi Tô Mạnh hơn. Đúng vậy, gọi là Tô Mạnh hơn. Con chó nhỏ đó. Sao anh dám nhìn thẳng vào tôi? Đồ con heo nhỏ, mày dám không tôn trọng tao. Đó là sách. Tôi không thể chịu nổi gì tôi. Ngươi lại kiêu ngạo như vậy. Tôi là một con lợn có hệ thống đã uống đan dược. Tôi mù quáng và mạnh mẽ, hôm nay nhất định phải chiến đấu để nổi tiếng. Giá trị thể thao cộng 50. Giá trị trước cộng 50. Bây giờ là 38, ha ha. Xem ra con chó này không ít bắt nạt động vật nhỏ khác. Tôi cũng coi như là làm thay trời. Đổi 5 viên thuốc thể chất. Tiêu thụ 50 từ thiện và ác. Mua thành công. Sức mạnh hiện tại của tôi ước tính có thể đánh trúng một con bò. Bây giờ tôi cũng là một con lợn hù. Sân này không giữ được tôi. Tôi muốn ra khỏi đây. Bên ngoài mới có thiên địa rộng lớn hơn. Càn khôn chưa quyết định, ngươi và ta đều là ngựa đen. Một ngày nào đó tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Dựa vào tôi tự mình xông ra một mảnh trời. Đương nhiên cũng dựa vào hệ thống. Tách hai đầu tôm. Mạnh mẽ bên này tiến vào rừng lớn Quảng Mậu. Chuyện gì sẽ xảy ra? Một con lợn béo nhỏ như vậy thật sự rất hiếm. Đi nào, đi về phía tôi. Là quê tôi. Một con cá nướng. Tần số âm thanh từ cộng thêm 100. Từ 8 xạ cộng với 100. Xem ra con rắn này đúng là một con rắn ác. Đáng tiếc chân này để quá mạnh. Nếu không bạn có thể ăn một con rắn nướng. Trước tiên tôi phải có một cái tổ của riêng mình. Ban đêm ngủ trên đất trong rừng quá nguy hiểm. Cái này Tây Du thế giới tu tiên đạt năng ở khắp mọi nơi. Vẫn là cẩn thận một chút. Làm đi. Bận rộn cả ngày. Cuối cùng cũng xây xong chuồng lợn của mình. Trước đây, chỗ của đại thần đã bị hắn chiếm. Một tổ lợn trên không. Dù sao cũng là suy nghĩ của con người, đứng cao nhìn xa. Đối mặt với nguy hiểm cũng có thể phát hiện trước. Bạn có thể chạy sâu vào rừng bất cứ lúc nào. Đó là một nơi tuyệt vời. Muốn cho Hạ Cương Liệt một lời khen ngợi, thật là tầm nhìn độc đáo. Cuối cùng cũng có một ngôi nhà của riêng mình. Dưới đây là cách quan trọng nhất để nâng cao sức mạnh. Sau này thế giới này chỉ dựa vào thể chất là không được. Tôn Ngộ Không một thời gian trước mà bị ép ở Ngũ Chỉ Sơn sao? Ta còn 500 năm thời gian tu luyện. Vào lễ hội du lịch phương Tây. Nhưng không còn đẹp trai như vậy nữa. Hệ thống 100 tiết có giá trị đổi một quyển cấp thấp yêu cầu hấp thụ mặt trời mặt trăng tính chất tu luyện công pháp. Đổi thành công. Đổi xong quyển công pháp này. Thanh ánh sáng bắt đầu. Luyện tập rồi. Nhưng công pháp của yêu tu cấp thấp này thực sự đơn giản. Chỉ cần tắm dưới ánh trăng là được rồi. Cho nên khuyên bạn nhỏ đừng ra ngoài chạy loạn vào ban đêm. Có thể gặp quái vật. Chắc chắn rồi. Nhận được tinh chất của lụa vui vẻ được hấp thụ và biến thành mật độ dưỡng ẩm cho toàn bộ cơ thể. Chia hai đầu. Con rắn lớn tội nghiệp nó thì tệ quá. Chị ơi, em bị một con heo bắt nạt rồi. Hắn đánh tôi thành đầu heo. Người nhất định phải làm chủ cho ta. Giúp tôi trả thù. Ha ha ha. Làm thế nào bạn có thể bị một con lợn cắt? Sao anh làm được vậy? Tôi rất muốn biết.
Sau một thời gian, con rắn lớn được sơn màu xám hoàn toàn kể về việc mình bị đánh như thế nào. Chị ơi, em trai của chị, em bị đánh rồi. Người đi giúp ta báo thù đi. Em trai, chúng ta phải suy nghĩ về điều này một cách lâu dài. Lợn con này không đơn giản, không thể dễ dàng đắc tội. Nếu tùy tiện ra tay, chúng ta đều có thể rơi vào trong, nhưng không thể tự hào. Phải xây dựng mối quan hệ với anh ta. Chuyện này kết thúc ở đây. Chị gái xử lý cho bạn được rồi. Các người là ai? Đến đây làm gì? Wow, thật là một con lợn con dễ thương và màu hồng. Ôi chúa ơi, âm thanh này cũng quá hay phải không? Ha ha ha. Tôi là chị gái đã đá con rắn đó vào ban ngày. Tôi là Bạch, anh thật đáng yêu. Cô ấy muốn ăn cậu, cho nên đặc biệt đến xin lỗi. Hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân, đừng để ý. Chị Bạch nói ở đâu? Tôi không quen anh rắn. Vì nó là em trai của bạn, vậy thì sau này sẽ là em trai tôi. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy cùng với bạn. Tôi không muốn bỏ cuộc. Ha ha ha. Em trai sẽ theo bạn sau. Ai không phục ta sẽ tiêu diệt kẻ đó. Hứa tiên đều là chơi rắn. Tôi một con heo chơi con rắn. Không quá đáng. Chị ơi, phải chị không? Cuối cùng tôi cũng có chị gái. Chị ơi, em một ôm. Ha ha ha. Tôi cũng đã trở thành một chiến binh rắn. Nếu sau này hóa hình không phải là nghĩ đến thì đẹp bong bóng sao? Rốt cuộc ai mới là nạn nhân? Anh trai mày là ai? Không chỉ nhà bị trộm, mắt cũng sẽ bị đánh cắp. Nhấn vào bạn. Tôi còn nhỏ. Một mình ở đây một mình thật sợ hãi. Ha ha, bạn có thể đi cùng tôi không? Tất nhiên, chị gái sẽ chăm sóc bạn. Chờ em lớn lên. Chị gái này thật tốt. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy trong tương lai. Đây là người thân đầu tiên tôm của tôi mạnh mẽ đến Tây Du phải không? Mặc dù là nhìn thấy màu sắc, nhưng cũng là từ trái tim. Tôi có rất nhiều hy vọng cho tương lai. Ha 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 ha.